quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Rồi. Con cảm ơn bác đã gửi tiền để cho chú Lực mua những đồ thực phẩm cho con. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Con xin gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin được chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp tới tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong và ngoài nước và tất cả các khán giả mà đang theo dõi trên kênh Bạn Em. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của một chị Thu Hương. Chị có gửi cho bạn Trình và nhờ bạn Trình gửi tới cho cháu Lực để mua một số thực phẩm tới cho gia đình của em Quân cô bác. Đấy, chỗ này thì là chỗ mà để xe rất là quen thuộc với cháu Lực rồi cô bác. Không, cháu Lực để xe đây thì cũng rất là yên tâm, không có chuyện gì mà xảy ra đối với phần xe cộ của cô bác. Hôm nay thì có vẻ là có gió rất là nhiều này cô bác này. Hôm qua thì nắng rất là đẹp. Và cháu Lực xin được nói qua một chút là về cái phần nhà của em Sử cô bác nhá. Đáng lẽ ra là nắng độ tầm 2 hôm nữa thì cháu Lực đã lấy được vật liệu vào rồi cô bác. Nhưng mà do là đến hôm nay thì trời lại đổ mưa từ sáng sớm ấy, đến tận trưa thì mới tạnh được. Cho nên là bây giờ phải hoán lại thêm một chút rồi cô bác. Thì rất là mong các ông bà, cô chú, anh chị sẽ thông cảm và hiểu cho cháu Lực về cái khoản mà thời tiết này cô bác này. Đấy, cháu Lực trước khi mà cháu Lực nhận được các khoản của các bác mạnh thường quân gửi tới cho ba ông cháu thì cháu Lực cũng muốn làm một cái căn nhà thật nhanh, càng nhanh càng tốt cho ba ông cháu để cho ba ông cháu được vào trong nhà là ở sớm nhất cô bác. Nhưng mà bây giờ do là cái khí hậu thời tiết thì không có ủng hộ cháu Lực ấy cô bác, thì rất là mong các ông bà sẽ hiểu cho cháu Lực cô bác nhá. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả các ông bà thiện cùng theo dõi hết video ạ. Thấy có vẻ một mình đi là hơi khó khăn một chút cô bác, vừa cầm máy quay xong lại vừa vừa xách đồ thì hơi khó một chút, nhưng mà khó thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì và cũng chẳng, cháu Lực cũng chẳng có ngại ngần gì cả cô bác. Cứ nhận được những cái phần quà nào của các bác thì cháu Lực đều là gửi tới cho các em sớm nhất có thể. Cái con đường xuống nhà em Quân thì cháu Lực cũng ghi hình lên rất là nhiều rồi, hầu như là các bác cũng đã quen thuộc với cái đoạn đường này rồi cô bác. Thời tiết thì xe lạnh cho nên là cháu Lực đi cháu Lực phải đeo vải mặc thêm áo khoác cái cô bác. Cái con đường này mà nếu mà trước kia mà bà con mà đào được đường xe xuống thì không phải đi bộ một cái quãng đường mà giờ đó tầm là 2 đến 30 phút thì cả cô bác. Vèo phát tới tận nhà của em luôn thì lúc mà lấy đồ gì vào hay là chở đồ gì vào cho các em thì nó rất là tiện. Theo em Quân có kể với cháu Lực rằng là cái đoạn đường đấy cô bác trước kia là người ta cũng có lấy xe xuống đấy, nhưng mà do là lâu lắm người ta không có đi rồi, thành ra là bây giờ đường nó hỏng hóc rất là nhiều và không ai còn sửa nữa, cho nên là không có đi được nữa. Hôm qua thì nhà em Quân cũng đã thu hoạch hết cái phần khoản lúa của nhà mình rồi cô bác. Được rơi đó độ tầm là 15 bao, nhưng mà 15 bao này thì bao nhỏ thôi, nếu mà để mà bao độ tầm 50 cân thì chắc là rơi vào tầm 7-8 bao gì đấy cô bác. Em Quân để bao nhỏ thì em ấy còn vác được ấy, chứ để bao 50 cân thì em không có vác được.
qua em mới đếm với cháu Lực rằng là có 14 bao. Hầu như là vào xuống cái khu nhà của em Quân đấy cô bác, rất là yên tĩnh luôn, không có tiếng xe máy, xe cộ nào mà đi qua đây cả. Có vẻ là cầm cái túi bóng xách như này là rất là mỏi tay này cô bác này. Nó túi bóng nó trụm lại rất là đau. Ôi, giờ đi tiếp thôi. Đang cầm cái khay trứng như này mà bị té thì dập hết trứng này. Phải đi hết sức là cẩn thận, đi hết sức là cẩn thận một chút cô bác. Đường xuống nhà của em Quân đấy cô bác, cái đất đỏ này, đất đỏ thành ra là nó tạo thành một chút rêu rêu này, thành ra là nó rất là trơn đấy. Đi không cẩn thận là té dập mông luôn rồi. Có vẻ như là hôm nay sương mù rất là nhiều đấy các bác này. Nhìn ra phía đồi bên kia thì cảm thấy là sương mù chảy dài và chảy dày đặc rất là nhiều đấy các bác. Nhà em Quân thì ruộng nhà em ở dưới kia có một ít đấy các bác. Và hôm nọ thì có một số cô bác không biết là tại sao lại bảo thu hồi đúng không các bác. Thì bây giờ cho cháu Lực xin thu hồi đất đấy các bác. Thì bây giờ cho cháu Lực xin được phép nói qua thêm một chút cô bác nhé. Nếu mà bây giờ nhà em Quân mà không giả được cái phần khoản ngân hàng đấy cô bác thì sau này người ta cộng dồn lái cho ấy, bên ngân hàng, bên chính sách người ta cộng dồn lái cho thì đến độ lúc mà em Quân 18 tuổi mà không có đủ khả năng để mà chi trả cái phần khoản đấy thì người ta sẽ thu hồi ruộng đất này, xong là thu hồi những con gia súc gia cầm ở trong nhà mình ấy cô bác. Từ xa xa thì có thể là nhìn thấy bóng dáng của người ông đang không biết là làm công việc gì ở bên ngoài kia cô bác. Ây da. Mới bước vào xuống đây thôi đã nhìn thấy có hai cái ngôi mộ ở đây này cô bác. Và có hai ngôi mộ thì chắc là cô bác không có hiểu được rằng là có một ngôi mộ còn lại thì là bảo là người mẹ của em Quân cô bác, nhưng mà ở bên trong thì không có cái xác đâu, chỉ là muối. Cái mộ bên kia là có một cái xác của người bố thôi cô bác ạ. Một Quân thì đi đâu vác chuối về đấy? Em vừa lấy bên kia về. Lấy bên kia về à? Rồi. Hôm trước đi gạt thì nó chín chưa kịp trả lại. À, bạn này là bạn nào đấy? Nhỏ này em này. Em ở dưới kia. Em nhà bác. Em nhà bác ở dưới kia à? À. Thế còn là bé Hiếu này mặc cái bộ váy rất là đẹp này. Đi đâu ấy? Hả? Nên lại đi đâu? Chú đang hỏi phải đi đâu, phải ra à? À, váy này ai tặng ấy hả? Bảo là bà ở Mỹ. Bà ở Mỹ. Nào Hiếu bây giờ nói chào các ông bà nhá. Nói theo chú nhá. Bây giờ nói theo chú nhá. Khoanh tay đi. Khoanh tay đi. Đấy, bỏ cái đấy ra. Nào không ngậm cái đấy, Bỏ đi tí chú cho sứa. Bỏ cái đấy đi. Bỏ cái này đi. Nào, ra đi. Đấy ra, bỏ vứt đi. Đấy. Khoanh tay. Con chào các ông bà. Chào con bà. Rồi, bây giờ đi về nhà đi. Đi về nhà chú lấy sứa cho nhá. Hay là lấy luôn không? Đây, chú cho sứa này. Này, cầm đi, cầm sứa đi về nhá. Đấy, cầm thêm một gói bánh nữa. Cầm cho ông bà. Cho ông bà. Xin chưa? Ôi, rồi. Rồi rồi, nhặt lên. Nhặt lên cho chú đi. Cô khân ạ. Cô khân ạ, cô tất cả. Cô kẻ thôi, cô bánh nữa khân vậy. Đấy. Đấy, phải đứng này, phải đứng. Thiêu phải đứng.
Thứ dân hơi gì? Vậy đây. Đây. Đấy, đi cẩn thận nhá, đi đi. Bé Hiếu thì hôm nay không có đi học cô bác ạ, hôm nay là thứ bảy rồi. Bé Tâm ạ. Hãy đi đi thì cứ quay lại nhìn là cháu Lực thôi, là xem cháu Lực đã lên chưa. Đây có cả ông, có cả ông ở trong nhà nữa. Đấy, hôm nay thì anh mua cho một chút đồ nữa. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Này nào, quất đeo cái này vào đi. Đấy, chào, nhá. Chào con bà đi. Vâng. Con chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Con xin gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì Hiếu có đi học không? Hôm nay là thứ bảy không được đi hôm đâu. Hôm nay là thứ bảy không được đi à? Vâng ạ. Đấy, hôm nay thì anh có mua bóc sứa cho Hiếu, chắc là muốn uống sứa đấy. Vâng. Có muốn uống sứa không? Hả? Bịt thô con. Chết. Phải lọc pho bay hữu quần. Bà thì đi đâu rồi? Bà thì đi lấy dâu lợn cho về. Đi lấy dâu lợn cho về à? Vâng. Ồ, thế là có mối. Thế là vừa rồi em đi chặt chuối dưới kia thì có lấy thân nó về không? Có, tí đi đi ạ. Đi ạ? Vâng. Đấy, vừa rồi thì em quần đấy các bác, đi chặt được một ít chuối đây các bác này. Thì để làm bánh thì cũng rất là ngon, làm bánh chuối các bác. Xin chưa? Hả? Xin. Xin. Hello mà. Xin. Rồi. Đấy, bóc bánh cho ông ăn đi, xong là lấy cái có một tờ giấy lấy cái cho anh nhé. Vâng. Lấy cái tờ giấy ở ngoài cho ấy. Tí để cho dành cho bà một chút nhá. Vâng ạ. Đấy, bánh ấy thì cháu Lực hay mua xuống cho ông bà cô bác. Ông bà thì muốn ăn cái muốn ăn bánh này rất là mềm. Bà thì cũng đáng đi lấy rau lợn về rồi. Cái pháp mua là phò bà nào. Phật pháp mua lại. Em chỉnh. Hay còn là mỗi lần mà cháu Lực đi lên thì người ta đều ghi cho cháu Lực một cái tờ giấy lấy bánh cho ông với bà ăn nhá. Vâng. Cái khoản này thì cháu Lực nhận được của bạn Trình. Thì bạn Trình bảo là chị Thu Khương, chị có gửi cho là gia đình của em Quân là Hiếu, chân là bà. Đói. Đi ở sở dưới giờ. Đéo còn chị. Và 500 ngàn này thì chị có dặn cho cháu Lực là mua cho em Quân chút, mua cho em Quân là thực phẩm để em Quân ăn uống cô bác. Thì cháu Lực có mua lên là trứng là 2 khay là 180.000 cô bác, còn dầu ăn là 60.000 và sữa thì mua 2 lốc để cho bé Hiếu là 40.000, mua một chai dầu rửa bát nữa là 25.000, mua một gói bánh trứng nữa cho ông với bà ăn là 60.000. Tổng hết là cháu Lực mua hết là 365.000 cô bác nhá. Số tiền của chị Thu Hương gửi cho gia đình của em Quân thì còn dư là 190.000 đồng. Đấy, còn dư 190.000 đồng này thì chúng tôi sẽ đưa tiền mặt cho em Quân luôn các bác. Còn đưa tiền mặt cho em Quân thì còn một chút tiền thì gia đình sử dụng vào việc nào đấy các bác. Đấy, hôm nay thì anh lại nhận được thêm một cái phần quà của chị Thu Hương. Anh thì gọi bằng chị, chắc em thì gọi bằng bác. Vâng ạ. Đấy. Khoản chị gửi cho anh là 550.000. Hiếu đi có thích uống sứa không? Hả? Có mà. Có thích uống sứa không? Hả mà. Có ạ. Thích uống sứa không? Cháu Lực hỏi bảo là có thích uống sứa không? Thì bảo có thích uống sứa không? Ngài chỉ sữa vào ngài à? Ngài ra. Ngài đem lăng ngà thù khân ạ. Cầm thử cầm. Đấy, lăng ngà thù khân đó. Bạn áo khả lăng ngà thù khân đó. Tốt với tao phải chứ buồn à. Tôi tốt thử ra. Vừa rồi cháu Lực hỏi rằng là có đi học không thì bảo là đi học, ngày kia mới đi học mà mai là chủ nhật rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng. Quân thì đã lấy quyển sổ đấy về chưa? Hôm qua gạt thì tối có em chưa đi lấy được à? Tối qua chưa đi lấy về à? Vâng ạ. Cái gì giúp nghĩ nó dù Quân lo có người ra rất nhiều mấy răng mà. Dù nắng ớt nư. Đấy bây giờ cái số tiền của chị đi xong chương còn.
cái tiền của chị Thu Hương gửi cho thì còn dư là 500, à còn dư là 190.000. Đấy. Vâng. Thì anh sẽ đưa cho em luôn. Vâng. Em đưa cho ông bà để ông bà cầm nhá. Vâng. À nộp tiền điện hay là làm cái gì đấy. Vâng. À. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực mua lên, thứ nhất là gồm có trứng này, thứ hai là gồm có rau ăn, và thứ ba thì gồm có sữa, thứ tư thì gồm có sân lai, và thứ năm thì gồm có bánh trứng này. Và mua hết sữa là hết là 365.000, còn dư là 190.000. Cháu Lực cũng đã đưa cho bà rồi để bà có thể là bà mua gì đó để bà sinh hoạt cho gia đình của mình ấy cô bác. Cháu Lực cũng thay mặt là gia đình của ông bà gửi một lời, cháu Lực cũng thay mặt gia đình của em Quân gửi một lời cảm ơn tới chị Thu Hương. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống chị nhá. Cảm ơn chị đã gửi ra những cái phần quà này tới cho gia đình của em Quân. Con cảm ơn bác đã gửi tiền để cho chú Lực mua những đồ thực phẩm cho con. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Ông với bà thì một cái dáng người của bác này cũng rất là gầy gò và ốm yếu rồi. Năm nay thì ông với bà là được 77 tuổi của bác. Bà thì hiện tại là không còn một cái răng nào nữa. Ông thì còn là hai cái và bốn bà cháu là sinh sống trong một cái ngôi nhà như này thưa các bác này. Một cái ngôi nhà mà phải nói là ở phần phía bên ngoài thì chưa có được hoàn thiện hẳn đâu cô bác. Trước kia thì bố có làm nhưng mà làm chưa có xong thì do là không may bố của em đã mất đi rồi. Và bây giờ để lại cho em Quân một cái khoản mà ngân hàng rất là lớn. Kèm theo đó là bây giờ còn có ông, có bà, có thêm bé Hiếu nữa cô bác. Bé Hiếu thì có thể là còn rất là nhỏ, chưa biết cái chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết là đói, là ăn và no thì là chơi thôi cô bác. Em bé Hiếu thì rất là tinh nghịch, cho nên những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì chắc là có một số ông bà, cô chú, anh chị là cũng thích như vậy đúng không? Nhưng không có thích mà lúc mà quay phim mà em bé Hiếu cứ nhảy đi nhảy lại cô bác. Cái đấy là bé Hiếu sau này dần dần rồi thì bé cũng sẽ học được nhiều thứ hơn cô bác. Như mấy hôm nay cháu Lực chia sẻ những cái thước phim đấy lên, cô bác cũng đã nhìn thấy là cái sự tiến bộ của bé Hiếu đã biết chào và biết nói thêm một chút được cô bác. Bé Hiếu thì thuộc cái dạng người mà không có phải là nhút nhát và rụt rè đâu cô bác. Cái tính như vậy thì sau này em ấy lớn lên đi ra ngoài thì không có bị ai bắt nạt được cô bác. Còn như bé Quân thì nhìn vào khuôn mặt rất là hiền lành và rất là chịu khó cô bác, không có một từ nào để mà diễn tả về số phận của em Quân đâu cô bác. Bây giờ thì cháu Lực cũng đã nói, cháu Lực cũng đã được sự đồng ý của các bác mạnh thường quân là bây giờ cái số tiền này sẽ để lo cho cái phần khoản ngân hàng của các em trước. Bây giờ thì sẽ để em Quân là thu hoạch hết cái phần lúa thóc của nhà mình, rồi thì cháu Lực mới đi vào và lấy quyển sổ đấy về để tiến hành là giả cái phần khoản ngân hàng đó cho em Quân trước cô bác. Mọi cái và mọi công việc cháu Lực làm, cháu Lực đều thông qua ý kiến của các mạnh thường quân thì cháu Lực mới dám nói ra như vậy cô bác nhá, chứ không phải là một mình cháu Lực tự quyết định đâu cô bác ạ. Như Quân thì bây giờ lại phải đi dưới kia để lấy cái kia về à? Vâng. Bây giờ đi luôn chưa? Được. Rồi, hay bánh thì bảo ông bà ăn nhá. Vâng. Đây, pho ta cố hết chín cái thứ này không? Quân thì dọn mấy cái đồ này đi nhá. Vâng. Để vào gần cái bếp ấy để dùng nó. Vâng. Cái bếp vào cái bếp của nhà em Quân cô bác. Một cái bếp mà lực nhìn vào của thì cũng chẳng có thêm cái đồ gì mà giá trị cả. Như nồi cơm điện thì với mấy quạt thì có dùng được không Quân? Có. Có à, dùng tốt à, không có chuyện gì xảy ra đúng không? Vâng ạ. Đấy, đi đi. Vâng. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi xuống với xem là em ấy lấy những cái thức ăn gì. Em đi lấy dao đó. Lợn á, lấy dao à? Vâng. Trời hôm nay thì vẫn còn rất là ủ ủ được cô bác này. Vào phía bên ngoài của nhà em Quân ấy, một cái hiên nhà mà nó rất là ngắn được cô bác. Bây giờ thì mọi cái thì mưa nó đã dột hết vào đây thì thành ra là nó bị ẩm mốc ra rất là nhiều được cô bác này. Chỗ này mà đi mà không cẩn thận là bị rơi xuống cái dưới kia luôn.
Đấy, bây giờ thì đang mưa phùn một chút nhưng mà em Quân cũng không có lười biếng hay là nghỉ ngơi gì cả cô bác. Một mình em ấy tự làm hết mọi việc nặng nhọc ở trong nhà cô bác. Việc nhẹ, việc nặng thì em ấy cũng làm hết. Ông bà chỉ là phụ giúp được cho em Quân là một phần nào đấy thôi cô bác ạ. Nhà em Quân thì cũng có một cái tách rất là nhỏ này. Cái tách này thì có được xem rơi vào tầm 30 khối này. Ôi, cái khối kia thì đi ra đi đâu hết rồi. À, 500 lít nước thôi, cái tách này. Ôi, cái chỗ này thì trước là đào ao hả Quân? Vâng ạ. Lúc bố sống thì bố đào ao xong rồi nuôi cá. Nuôi cá? Vâng ạ. Nhưng mà cá không có cá à? Bây giờ cá không hết rồi, hết cá rồi. Hết cá à? Vâng ạ. Cái này, thế là lấy chuối này về để cho lợn ăn à? Vâng. Cái này thì còn kèm thêm cái gì nữa để cho lợn ăn? Cái này lấy thịt lúa hả bác? Hả? Thịt lúa. Rong à? Vâng vâng. À, cái lá nó đỏ đỏ đúng không? Vâng ạ. Nhà thì bây giờ thu hoạch hết rồi đúng không? Đúng vâng ạ. Thế mà làm bao to thì được bao nhiêu bao hả Quân? Nếu làm bao to thì được 10 bao thôi ạ. Được 10 bao ạ? Vâng ạ. Vâng. Đây thì bây giờ bóc đi luôn chưa hay là để mà đi nhà mới bóc? Không ạ, tí bóc ở nhà thì bình. À, bóc ở đây luôn đúng không? Vâng. Chỗ này thì lợn thì được bao nhiêu hôm? Chỗ này chắc tầm 5-6 hôm. 5-6 hôm à? Ôi, vâng. Không lâu rồi nhỉ? Vâng. Một con thôi nhỉ? Vâng. Hôm nọ thì Tấn Lực cũng bảo là đi mua lợn cho em Quân đấy cô bác. À, tuần hôm nọ thì đi là không có mua được. Chắc là tuần tới này thì phải đi tìm và đi mua cho em Quân thêm 1-2 con lợn nữa để em ấy nuôi. Này buồng chuối nó là chín rồi à? Vâng ạ. Như quả chuối này không ăn hết thì mang đi bán người ta cũng mua đấy nhỉ? Vâng ạ. Chợ nếu mà lúc nào ở chợ có măng thì bà lấy đi đổi măng về. À, là cái măng trúc kia đúng không? Vâng ạ. Bà thì vừa rồi đi lấy cái rau lợn đỏ đỏ bên kia đúng không? Vâng. Để Hiếu phải sau này tầm độ 6 tuổi nữa thì mới phụ giúp được nhờ. Vâng ạ. Thế bây giờ thì em ấy còn rất là nhỏ. Bây giờ thì mọi cái tinh thần của em Quân đấy các bác thì cũng đỡ hơn rất là nhiều rồi. Chứ đợt mà Cháu Đức vừa mới lên chia sẻ em ấy cô bác, thực sự Cháu Đức cũng rất là sợ em ấy sẽ bị như thế nào đấy. Về cái phần mà cái cú sốc mà bố của mình đã ra đi ấy, để lại cho mình trên đôi vai một cái khả năng rất là lớn, là để lại cho đôi vai của em ấy một cái nhọc nhằn rất là lớn. Nhưng mà bây giờ em ấy không còn mình thấy sự nhọc nhằn nữa cô bác ạ. Bây giờ em ấy chỉ có sự cố gắng để lo cho được ông bà, lo cho bé Hiếu cả. Bé Hiếu thì sang tuần thì mới ăn cơm ở trong à? Vâng ạ. Thế là bây giờ đến tối thì mới đón về rồi nhỉ? Vâng ạ. Nếu mà buổi sáng mà đưa bé Hiếu đi học là đi bộ mất tầm bao nhiêu tiếng? Nếu bà đi thì chắc phải tầm 2 tiếng mới đi đến. Đi mới 2 tiếng à? Thế còn vâng. Em? Nếu mà em đi thì em đi 1 tiếng thôi ạ. Đi 1 tiếng à? Vâng ạ. Thế nhưng mà nhà em thì nếu mà có xe máy thì liệu thì để xe máy ở đâu? Xe máy nếu mà có xe máy thì em lấy để lấy về nhà luôn ạ. Lấy về nhà? Vâng. Đi đường nào mà về nhà? Em về đường dưới kia lên ạ. À, cái đường dưới kia lên à? Vâng. À, dưới kia có một cái đường mà nhỏ nhỏ cô bác. Đường nhỏ nhỏ mà men ra đến tận đây luôn. Nhưng mà Quân thì bây giờ nếu mà mua xe, có xe ấy, thì chỉ có mua loại xe biển AA thôi. Vâng ạ. Đấy, còn cái xe mà
xe số cái thì em ấy chưa có đủ tuổi ấy cô bác. Con này giờ chắc không dám nghĩ đến mua xe cả đâu cô bác ạ. Bây giờ mua một con xe cũng số tiền là rất là lớn đối với Quân ấy, thì mới mua được. Bò thì độ tầm mà bao nhiêu thì mới đẻ bò ấy? Bò chắc là tầm 7-8 ngày nữa. 7-8 ngày là đẻ à? Vâng. Thế là chuẩn bị. Thế là lứa bò này là của nhà mình đúng không? Vâng ạ. Lứa bò này là của nhà mình thì lứa sau thì mình là của nhà người ta đúng không? Vâng ạ. Thế nhưng mà đẻ lứa sau xong, đẻ lứa sau thì em có đi trả nốt cả con mẹ nó không? Có ạ. Đẻ lứa sau là cho con cả con mẹ đúng không? Vâng ạ. Thế là mình thường một con bò đúng không? Vâng ạ. Hôm trước ra hỏi chú bảo là nếu mà nuôi được một con thì nếu mà em không nuôi được thì chú lấy bỏ mẹ đi về cũng được, không cần hộ chú nuôi nữa. Không cần hộ chú nuôi á? Vâng. Làm như vậy thì liệu có được không? Em nghĩ là không ạ. Là không à? Vâng. Mình được thì mình phải là hộ chú nuôi để thêm một con nữa. Để thêm một con nữa đúng không? Vâng. Còn là nếu mà như bây giờ mà chú mà lấy nếu mà bây giờ mà nó hợp tình hợp lý thì phải là mỗi người một nửa đúng không? Vâng. Giao đâu để anh cầm đi cho. Đấy ạ. Em cầm ra cho. Chứng tỏ là em Quân đấy cô bác. Và năm nay mình có 12 tuổi, 14 tuổi thôi nhưng mà em mới biết suy nghĩ là rất là lớn đấy cô bác. Có một cái suy nghĩ mà như người lớn luôn cũng biết là chúng có ngỏ lời ra như vậy nhưng mà em ấy cảm thấy là mình không có. Nó không có vào hợp tình hợp lý cho nên là em không có dám để mà làm như vậy cả. Bé Hiếu thì cảm thấy là cháu được cảm thấy là em hôm nay rất là vui và mặc cái bộ váy vào trông rất là đáng yêu và có vẻ là em Hiếu sau này là rất là thông minh với cô bác chứ không phải là một cái em bé mà như nào cả. Đấy, bây giờ thì mỗi tội là em ấy hơi ngang bướng một chút thôi. Lần sau đi có uống sữa nữa không? Bà lắng lên chín sữa gì nào? Chín ra. Nhưng mà là hay không? Là nhiều tốt khảo. Hãy cất dao đi. Vâng. Bò là để ra bên kia à? Vâng ạ. Anh em mình đi xem bò một tí được không? Được ạ. Như có bác có thể nhìn thấy đây, cái xung quanh nhà của em Quân thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều cái thước phim rồi. Và cô bác cũng đã nhìn và cảm nhận được rằng là ngôi nhà nó như thế nào rồi. Cháu Lực không phải là cần diễn, cháu Lực không diễn tả nữa. Cho nên cháu Lực không cần phải là diễn tả nữa. Cô bác cũng đã hiểu được rằng là một cái ngôi nhà như vậy thì liệu còn trụ được bao nhiêu lâu cô bác? Đi xem bò không? Đang đi mua bé à? Đấy, ở phần phía bên kia thì cũng được là em Quân là nuôi nhờ cả thôi cô bác. Chứ không có nhà Quân thì em bảo là để dưới chuồng thì rất là thấp này. Như là bò này thì của nhà em Quân thì cũng là sắp đẻ rồi nhỉ? Vâng ạ. Cây này để làm gì? Cây này là ông lúc nào ông đi lấy cỏ ông cầm đi à? À là ông cầm đi à? Vâng. À, là cái gậy của ông đúng không? Vâng ạ. Đấy, người ta bảo là lúc mà nhỏ thì là đi bằng 4 chân, còn là lớn lên thì đi bằng 2 chân, còn là già đi là đi bằng 3 chân, là như thế này thôi cô bác. Lúc già là đi thêm một cái gậy nữa là đi bằng 3 chân này. Đấy, rất là may là Quân cũng sắp tới là có thêm một con bò là của riêng em nữa. Có thể là con bò con này là tài sản duy nhất của nhà em Quân rồi đó cô bác. Cái lá này thì có phải dùng để gói bánh chưng không? Có đúng không? Vâng. Này thì đến Tết thì mới dùng đến đúng không? Vâng ạ. Tết lá này thì mang đi bán người ta có thu mua không? Có à? Vâng. Một bó 10.000. Một bó 10.000 à? Vâng. Một bó 10.000 thì rơi vào tầm bao nhiêu lá? Một bó thì mình để tầm 15 lá, 20 lá. 15-20 lá à? Vâng. Ồ, thế lá cũng mấy trăm đồng thôi, không có lớn như cả đúng không? Vâng ạ. Ông thì lại đi lấy củi sao rồi? Đi lấy củi sao rồi? Vâng ạ.
Ông thì lần nào mà cháu được đi xuống thì đều gặp ông một lúc thôi là ông đã di chuyển đi lấy cỏ gì cả, đi lấy cỏ thôi cô bác, chứ không có ở nhà mà chứ không cô bác. Mặc dù là ông năm nay vẫn còn là rất là lớn tuổi rồi nhưng mà ông vẫn chịu khó, rất là chịu khó cô bác. Còn về cái phần đằng sau ngôi nhà của em Quân này cô bác này, đằng sau thì hôm nọ là bị sạt xuống và cháu được cũng đã là ghi hình lên rồi. Rất là may là đằng sau còn đào khoảng tầm độ do gió tầm trên 2 mét dưới một chút, cho nên là sạt nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới nhà cả cô bác, trừ phi mà sạt từ tít trên kia xuống này thì mới ảnh hưởng đến cái ngôi nhà cả. Nãy dưới cái gầm nhà của em Quân ấy thì cũng được là em Quân dọn rất là gọn gàng. Ô cái này thì của nhà em à? Không ạ, là máy của nhà bác. Máy của nhà bác à? Vâng, sự đấy. Nhà hôm sáng nay em rủ anh trai đi cùng vác về à? À, anh trai nhà bác đi cùng vác về đúng không? Vâng ạ, sợ máy nhà bác hỏng ạ. À, là sợ mưa vào thì sợ nó hỏng đúng không? Vâng ạ. Thấy bây giờ mà hỏng thì không có tiền mà đền nó đâu. Vâng. Cái máy này ít nhất mua chúng rơi về tầm độ 5-6 triệu đấy nhỉ? Vâng ạ. Đó, 5-6 triệu thì một số tiền mà cũng rất là lớn thôi cô bác. Ok, thùng này là thùng gì? Hôm trước lấy để ong ạ. Để ong á? Vâng ạ. Là vác đi trên trên rừng để mình để lên trên đấy à? Vâng ạ, xong về ở được một thời gian, xong nó lại đi ạ. À, là nó lại đi à? Vâng ạ. Hôm trước em lại đấy được đi lấy được một tổ nữa. Em lấy để nhà bác bên kia, nó mới không đi. À. Nhà lán nhà bác bên kia. À, cháu Lực cũng nhìn thấy mấy tấm mà được đan ở bên ngoài phía ngôi nhà của em Quân là để chắn gió của bác. Cháu Lực nhìn thấy là nó cũng mọt rất là nhiều rồi. Mọt hầu như là bị mọt gần hết rồi cô bác. Mọt này thì chắc là do là lúc mà lấy phải cái non nó bị mọt hay sao ấy. Ở phía bên này thì không có bị ảnh hưởng gì đến mọt cả cô bác. Còn bên này thì được lập bằng 3 tấm tôn thôi. Trên kia thì cũng chẳng có đến tận cái phần mái nhà, dưới mái nhà kia đâu cô bác. Mua cho em Quân một chút đồ thực phẩm nữa, được chị là Thu Hương, chị ấy có gửi cho cháu Lực là 550.000 để mua thực phẩm với cho gia đình của em Quân các bác. Thì mua những cái gì thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi, và còn dư bao nhiêu thì cháu Lực cũng đã đưa cho bà để cầm cho các bác. Bây giờ thì để ngày mai thì có phải là đi lấy rơm ở dưới kia lên không? Có. Nếu mà lấy rơm về thì mình để đâu? Em lấy về thì dưới gầm này xong để dưới gầm nhà này á? Vâng ạ. Để dưới gầm nhà này thì cũng khá là nguy hiểm đấy. Rơm là nó là cái thứ mà nó rất là bén nhanh đấy. Vâng. Chỉ sợ rằng là em để bên kia này, xong là lúc mà nấu cơm ấy, vâng, nó vụn nó rơi xuống thì nó đi cả một cái ngôi nhà luôn đấy. Vâng. Đấy, phải xem xét lại chỗ để hỏi bác là cái phần nhà bên kia thì có để được không? Không vâng thì để vào đấy. Vâng. Nhà chú đúng không? Vâng. Anh nhìn thấy nhà chú thì cũng không có một con vật nuôi nào đúng không? Vâng. Đấy, chú thì hai vợ chồng chú thì chắc là đi làm xa cho nên là không có ở nhà, thì không có ông bà không có con cái nữa, thành ra là cũng chẳng dùng để làm gì cả cô bác. Được em Quân là trong giữ nhà hộ cho và để lại cho cô bác. Trong sắp tới thì cháu Lực sẽ đi vào và tiến hành lấy cái sổ về để mình xem xét. Ui, bị bục xuống à? Vâng. Hay trong thời gian sắp tới thì cháu Lực sẽ đi vào lấy cái sổ ngân hàng của em Quân và về để xem, rồi thì cháu Lực sẽ tiến hành là để giả cái phần khoản ngân hàng để cho em Quân trước đây cô bác. Hay còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Quân xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ.